Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục những làn sóng của chương trình Fisher News, và đây là phần thứ hai của chương trình này. Phần thứ hai này có một bản tin liên quan đến uống rượu lái xe, và uống rượu lái xe này nó cũng gây ra cái chết cho hai người đàn ông ở tại thành phố Indiana. Ở tại thành phố Indiana, đây là cái người uống rượu lái xe, anh này là quốc tịch Guatemala. Người Guatemala dĩ nhiên anh nhập nội vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và anh đã có tiền án, tức là đã có hai lần bị sở di trú Hoa Kỳ đuổi ra khỏi nước Mỹ, nhưng mà anh vẫn trở về lại được, không hiểu tại sao. Và gần đây nhất anh đã gây ra một tai nạn giết chết hai người. Anh uống rượu lái xe say và đâm xe vào một cái hai người đang đứng ở bên lề đường, khiến cho hai người này chết. Sở dĩ hai người này đứng bên về đường chỉ vì hai người này cùng nổi tiếng, một người là một cầu thủ football của đội Indiana Colts, người kia là một người đi chung xe. Hai người đã ngừng lại khi chiếc xe của họ đi trên xa lộ gặp một chiếc xe hư, và trong khi họ đứng lại thì họ chờ người ta đến, thì chiếc xe này đến đâm vào xe của họ và đâm vào người của họ, giết chết cả hai người trong nháy mắt. Thì dĩ nhiên đây là một cái tội mà quý vị đều biết là rất là tội nặng, nhất là uống rượu lái xe. Và cái người bị chết đó là một cầu thủ cũng nổi tiếng trong đội Indiana Colts, cho nên bản tin làm cho nhiều người hết sức là xúc động. Hai người này chỉ đột nhiên, anh này đi chung xe một người bạn và ngừng lại ở bên vệ đường của trên một cái xa lộ để mà chờ, để xem được tại sao chiếc xe trước mặt nó đứng như vậy. Thì cảnh sát đến nơi, nhưng mà cảnh sát vừa mới đến nơi thì người say rượu lái xe anh này là người Guatemala đã đâm vào trong hai người đứng chờ đó và cho làm cho cả hai người chết ngay tại chỗ. Thì dĩ nhiên anh ta đang bị bắt và bị đưa ra tòa. Và tòa án nói rằng nếu anh ta được đóng tiền tại ngoại hầu tra thì cảnh sát cũng sẽ bắt ngay anh ta để mà trục xuất hoặc là được giam giữ vì những cái vì cái tội là anh ta là cái người mà vượt biên bất hợp pháp, đi vào Sài Gòn, đi vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và hiện nay đã hai lần trục xuất rồi mà vẫn còn tiếp tục đi vào nữa, thì anh này phải là tội này chồng lên tội khác là một cái điều rất khó khăn cho anh, thưa quý vị. Quay sang một bản tin liên quan đến một cái giống chuối mới vừa mới được đưa ra để mà có thể chào hàng cho giới thưởng thức ở tại bên Nhật Bản, thưa quý vị. Một cái loại chuối với tên gọi là Monkey Banana. Monkey Banana là một cái loại chuối mà do một cái người nghiên cứu trong cái ngành về vấn đề trồng trọt trái cây đó ở bên Nhật Bản có tên là Setsuzo Tanaka. 40 năm qua, cái người này đã nghiên cứu rất là nhiều những cái loại trái cây trồng làm sao cho nó được sạch, tức là organic fruit đó. Thì ông đã nghiên cứu ra được những cái cách trồng làm sao mà để chẳng hạn như là chuối thì không có cần xài tới những cái loại thuốc sâu để mà diệt trừ những cái loại sâu cũng như là cái thuốc để mà bón cây chuối nữa, trồng toàn là bằng những cái loại organic thôi để cho cái trái chuối được thơm ngon hơn. Thì thưa quý vị, ông đã nghiên cứu ra được một cái chất đó để mà trồng một cái loại cây chuối này. Cái chuối này đó, nó đặc biệt nó có ngoài cái vấn đề sạch, tức là không có những cái thuốc trừ sâu, thì cái chuối này đó, cái vỏ của nó rất là mỏng, nó mỏng đến cái độ đó mà nó có một cái vị ngọt giống như là thịt của trái chuối vậy, và nó mỏng đến độ mà mình ăn vô mình cũng không biết cái đó là cái vỏ chuối nữa. Thì với cái cách này thì ông nghĩ rằng là vỏ chuối cũng có thể ăn được luôn, thay vì những cái trái chuối khác nó dày quá đi và nó không có cái vị ngon. Thành ra là khi mình ăn chuối bình thường đó thì mình phải lột cái vỏ mình vứt đi. Thì đó là cái cách mà ông đã nghiên cứu ra trong suốt 40 năm qua. Thì thưa quý vị, gần đây thôi thì ông này đã tuyên bố là cái loại chuối này sớm sẽ được xuất cảng đi khắp nơi ở trên thế giới. Hiện bây giờ ở tại một số nơi của Tokyo của Nhật Bản có một cái số supermarket mới có bán cái loại chuối này. Mỗi một trái chuối đó khoảng chừng 648 yên của tiền Nhật, tức là khoảng 6 Mỹ kim, khá là mắc. Và như vậy thì chị bán cho tới trong một tuần đó thì bán trong vòng tới thứ bảy là phải chấm dứt chứ không có được bán lâu hơn nữa, là tại vì với cái vỏ nó mỏng như vậy đó thì nó rất có dễ nó bị hư. Thành ra đây là một cái loại chuối mà đang được giới thiệu rất là rộng rãi và rất là hiếm mua được ở tại Nhật Bản trong cái thời điểm này, tức là ai cũng biết tới nhưng mà phải tới cái đúng cái tiệm mới có được cái loại chuối này, anh Phạm Ca. Vâng, và thưa quý vị, câu chuyện kể là câu chuyện xảy ra ở tiểu bang Vermont, thưa quý vị. Ở đây có một người phụ nữ có tên là Sarah Conshia.
Cô này làm việc ở trong một cái khách sạn ở Burlington, tại Vermont. Thưa quý vị, trong cuối tuần vào hồi cuối năm, trong kỳ lễ Giáng sinh, cô đã bị liệt cả nửa người sau khi cô té và gãy cái xương sống. Bởi vì vậy cho nên cô được đưa vào nhà thương, và hiện nay thì ở trong nhà thương cô đang chờ để có thể có một cuộc giải phẫu, với cái hy vọng rằng người ta sẽ chữa được cái vấn đề đứt ngay cái đường dây thần kinh ở xương sống khiến cho cô liệt nửa người. Vì vậy cô phải nằm ở trong bệnh viện và chờ cái ngày giải phẫu, và cô hy vọng rằng cuộc giải phẫu sẽ đem lại cho cô, nếu không được cái này thì cũng được cái khác, tức là có thể bớt đi hoặc là nhiều, hoặc bớt nhiều và bớt ít. Tuy nhiên thì bây giờ đến ngày lễ Valentine gần kề rồi, những người bạn vào thăm cô thì hỏi cô là cô cần cái gì không. Cô trả lời rằng chẳng cần gì cả, nhưng mà điều cô chán nhất là cứ nhìn bức tường của bệnh viện mãi trống trơn, buồn lắm. Cho nên cô muốn các bạn gửi cho cô một ít card Valentine, tức là những cái thiệp chúc mừng Valentine để dán lên tường cho cô nhìn, nó đỡ buồn và nó đỡ chán. Thì những người bạn nghĩ rằng là họ sẽ gửi vài bức hình, vài cái card Valentine, nhưng mà như vậy cũng chưa đủ, bởi vì bức tường thì lớn mà 5-6 cái thiệp thì cũng chẳng đến đâu. Cho nên họ mới làm ra những cái hình vẽ hoặc là các những hình ảnh trang trí theo kiểu Valentine để dán lên tường cho cô, và làm cho cô cảm thấy vui mắt hơn và vui vẻ hơn. Và họ hy vọng rằng với những cái chuyện đó sẽ làm cho đời sống của cô nó dễ hơn, và từ cái chuyện đem lại cho cô niềm vui, người ta hy vọng rằng với cái niềm vui đó cô sẽ chóng được lành bệnh. Và dĩ nhiên thì các người bạn họ cũng nghĩ rằng cái số tiền giải phẫu phải nói rằng là mắc mỏ, và họ cũng muốn giúp cô một phần, cho nên họ đã đi vào trong một cái trang web có tên là GoFundMe để có thể giúp đỡ cô bằng cách là quyên cái số tiền đó trên trang web GoFundMe. GoFundMe là một trang web đặc biệt dành riêng cho những cái người cần tiền, và đây là người ta sẽ đưa lên cái tình trạng của cô và kêu gọi lòng giúp đỡ hảo tâm của mọi người, 5 đồng, 10 đồng hoặc là 1 đồng chẳng hạn, và có thể nhiều hơn nữa thì của nhiều người góp lại thì có thể sẽ có được một số tiền nào đó giúp cho cô đỡ khó khăn trong thời gian cô bị bệnh và trong thời gian đang chờ để có cuộc giải phẫu xương sống. Thưa quý vị, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường của một cái hệ thống cửa hàng bán donut cũng rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là Dunkin' Donuts. Thưa quý vị, giới chức của hệ thống nhà hàng donut này cho biết là bắt đầu từ bây giờ và kéo dài cho đến khoảng năm 2020 thì Dunkin' Donuts quyết định là sẽ ngưng, không có cho tiếp tục dùng cái loại ly, cái loại cup uống cà phê đó bằng cái loại mà xốp đó để mà có thể tiếp tục phục vụ cho cái hệ thống nhà hàng này. Cái lý do đó là cái chất mủ nhựa đó ở trong cái form này nó sẽ rất là lâu để có thể bị thiêu hủy, cho nên là có nhiều cái ly giống như vậy nó đã bị trôi dạt từ những cái hố rác và nó trôi ra ngoài sông ngòi rồi ra biển cả, cho nên là nó đã gây ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái và môi trường của đại dương. Thành ra là vấn đề mà bảo vệ môi trường đó trước tiên là phải ngưng vấn đề này, thì họ bắt đầu bây giờ và hy vọng là đến năm 2020 thì mọi việc sẽ được suôn sẻ, và bắt từ đó thì tất cả những cái hệ thống, những cái chain, những cái nhà hàng của thuộc về Dunkin' Donuts sẽ không còn dùng cái ly xốp để mà uống nước nữa hoặc là uống cà phê nữa. Đây là cái lời phát biểu của cái người lãnh đạo của cái hệ thống này có trụ sở chính ở tại bên Canton của Massachusetts. Trong khi đó đó thì cũng để hưởng ứng theo cái lời kêu gọi này đó thì McDonald's cũng tuyên bố là bắt đầu vào năm 2025 thì họ cũng sẽ có một cái hướng rất là tích cực để vấn đề ngăn chặn cái vấn đề ô nhiễm môi trường, tức là họ sẽ không có sử dụng những cái loại mà ni lông hoặc là những cái hộp giấy để đựng Happy Meal hoặc là những cái gì đó mà khó có thể bị thiêu hủy ở trong những cái hố rác nữa thì họ sẽ không sử dụng nữa, và họ sử dụng những cái điều sẽ tốt cho môi trường và sẽ lành mạnh hơn trong tương lai gần. Anh Phạm Kha. Vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Future News ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp cũng trên làn sóng này. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.